Sao ông lại làm ăn thế? Như thế thì quá nguy hiểm rồi. Thì bà xem,
Do nhà mình tôi phơi có một nửa đường bên này, nửa đường bên kia còn trống. Thế mà cả xe máy, cả ô tô nó cứ trèo lên do nhà mình nó đi. Rồi, làm sao mà do mình bây giờ ý thức kém thế nhỉ? Ngày xưa đã có những vụ mà trẻ con nó đùa dưới sơn này, ô tô nó cán cho phổi cả ruột đấy. Ông nói mà tôi dọa hết cả người. Nếu mà như thế thì ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Đấy là tôi nói chuyện ngày xưa, chứ bây giờ trẻ con nó thiếu gì cho trời. Thôi thôi, ông đi bỏ mấy hòn đá hộ tôi ra. Nếu ông làm như thế thì ông hơi bị ác đấy. Ác cái gì mà ác? Cứ phải thế cho thiên hạ kinh. Mà biết đấy, dơm nhà mình không phải để cho trâu bò ăn, cũng không phải để đun bếp. Dơm nhà mình nó tiền đấy. Nó tiền hả Vĩ? Ừ, mắt tiền. Sáng lên kìa. Chào ông bà. Ông thông gia đấy chứ. À, ông thông gia. Ông bà, ông cháu. Nhà ông uống nước. Với nhiệt điện. Mời ông. Ông uống nước. À mà này, tôi vừa nghe nói dơm là tiền là thế nào thế? Vâng, vâng. À. Thắng ơi! Dạ, đúng rồi con ạ. Không có nhỏ đâu, không gì trên đấy. Dạ. Bố và con ạ. Ra ngay quán bia nhà kế, lấy hộ bố 200 nghìn phòng, khẩn trương. Mong. Bố cho con một chìa khóa. Bố cho đưa tiền cho con ạ. Sườn. Mấy bước cũng xe máy, lấy xe đạp mà đi. Con đến thế này rồi, đi xe đạp, ra kia, bọn con gái nó cười cho thối mũi ấy. Nhà tôi bây giờ không biết chi diện với gái đấy. Một bước nó không chịu đi xe đạp mà cứ đợi bố phải xe máy cơ. Cháu nó đã có bằng chưa nhỉ? Cháu nó chưa, sang năm nó mới đủ tuổi đi thi lấy bằng bác ạ. À. Thôi, mình vào trong bếp xem có cái gì sắp cho anh em tôi nhâm nhi tí. Thôi, tôi đi đây. Thế thằng Chiến nhà tôi nó có biến động không nhỉ? Có, sáng sớm cháu nó đã đến. Xin phép bố mẹ, hai đứa đi thử váy cưới. Thế đấy. Kiểu này tôi với ông cũng phải mong mong lo việc cho chúng nó, cho xong sớm đi. Chứ không suốt ngày nó cứ ở bên nhà ông này, vợ chồng tôi cũng khổ lắm ông ạ. À, tôi đi từ đầu làng đến cuối làng, ai cũng nói là dơm nhà ông Sự. À, vâng, nói ông nghe nhé, tự dưng bây giờ dơm dạ lại có giá đấy ông ạ. Dơm dạ thì chỉ có bỏ đúng bếp, với làm thức ăn cho châu bò, chứ làm được cái gì nữa nhỉ? Ôi trời ơi! Ông đúng là dân thành phố, ông không biết cũng phải. Này, tôi nói ông nghe nhé, hiện nay ấy, đã có nhiều công ty thành lập, họ đứng ra thu mua dơm giả. Với cái giá thu mua của họ, mỗi một hecta lúa đến 5-6 triệu tiền dơm giả đấy ông ạ. Họ làm nấm xuất khẩu và chế biến phân bón, rất có giá trị đấy. Thế là vừa phát triển được kinh tế gia đình, ông lại còn có công giúp cả làng, cả phường đẩy lùi được cái nạn đốt rơm bùa hạt đấy ông ạ. Hay, từ sáng giờ được mỗi ông nói đúng cái tâm của tôi đấy. Ấy thế mà vừa rồi lãnh đạo tổ dân phố vẫn còn đến huyện nhà tôi đấy. Vậy nữa. Hai ông ơi, xong rồi đây. Vài mời hai ông nào vào bữa nào. Ông thấy ơi, bà xã nhà tôi nhanh nhỏ không? À. Ông ơi, à. Thế thằng Thắng nó chưa về không? À, ông cầm đũa đi. Ơ à, cái thằng này có mấy bước chân. Đi bộ cũng về lâu rồi mà nó còn lò mãi đâu không biết. Ông Sĩ, bà Sĩ ơi, con ông bà bị tai nạn thế này. Nó bị tai nạn thế này. Đứa nào làm sao thế này? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đứa nào làm mày đi đứng được gì thế con? Chị Bình ơi, con tôi có ai chứ xem mà. Chị Bình tĩnh, chị Bình. Có ai báo công an chứ? Cô ơi, bây giờ mà báo công an là rắc rối cô ơi. Chị Bình tĩnh, chị Bình tĩnh đi. Cháu nó chưa đủ tuổi, chưa có bằng, đi ra đường lại không đội mũ bảo hiểm. Bây giờ mà gọi công an, bị phạt tiền triệu đấy. Thế cái đứa nó đâm vào con tôi có ai xuống xe hộ không? Không đâu, con của chú hai đứa nó đâm vào nhau đấy. Thằng Chiến thì bị gãy chân, còn con người yêu của nó đang nằm bên ngoài kia kìa. Ôi trời ơi, còn có một thằng nữa thôi là ngày vui của hai đứa chúng nó rồi. Mà bây giờ tay bây bà gió lại ập đến nhà tôi thế này, trời ơi. Ôi trời ơi. Cháu nó bị chỗ nào thế hả cô? Bác ơi, ở chỗ đường 412 cho ngã 35 đi bác ạ. Vâng, để tôi chạy ra xem. Ôi trời ơi là trời, ở trong trời lại ác thế. Bà nhẹ tay. Mày đi đường cái kiểu gì mà mày tâm lại chị mày thế hả con? Con mang bê về cho bố, đang đi trên đường. Con thích xe tải nó chạy đường chiều, làm con phải chạy riêng năm dơm nhà mình phơi. Không biết đường nào mà chơi ác, nó đều, nó lại vùi với bằng đá con trướng cái dây sơn. Làm con bị ngã. Đúng lúc đấy, anh Chiến chạy tới, anh chưa không kịp. Ôi trời ơi là trời, lại là hòn đá. Hòn đá có ống đẹp mà biết không?
chưa? Đúng rồi đấy, bây giờ hai bác phải thật bình tĩnh, đi ra chỗ cháu Chiến rồi xem cháu như thế nào, gọi cho xe cho đi cấp cứu. Ôi giời ơi, em nhờ bác là nhờ cô nhá, ông đưa lấy tiền đây. Rồi đi thôi. Bây giờ phải đi thôi. Bố, vừa lúc nãy mẹ con nói con đá của ông Trường thế là thế nào ạ? Con ơi, tại sao nhà mình lại ra thế này hả con?